Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có hơn 6.700 khách hàng là nạn nhân của địa ốc Alibaba với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 2.500 tỷ đồng. Hầu hết các khách hàng đều cho biết đã bỏ khoản tiền rất lớn từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng để mua những dự án mà công ty Alibaba chào bán, nay lo lắng sẽ mất trắng. Tôi thấy là mình không có khả năng mà giải quyết với lại công ty Alibaba, thì bản thân tôi đã nộp đơn lên cơ quan cảnh sát điều tra để mà tố giác cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty Alibaba. Không biết là công ty có lừa hay không, đó là do để cho công an họ điều tra. Còn bản thân của chị thì chị chỉ muốn lấy lại tiền thôi. Vụ án lừa đảo tại công ty Alibaba liên quan tới việc tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án, nhưng quảng cáo phân lô bán nền để huy động tiền của hàng ngàn khách hàng để chiếm đoạt. Khách hàng có khả năng rơi vào tình trạng mất trắng, không thể nào thu hồi được số tài sản mình đã thu hồi. Mặc dù pháp luật ở góc độ pháp luật thì pháp luật luôn ở nghĩa vụ thanh toán phải buộc cái bên mà có nghĩa vụ thanh toán hoặc là xử lý tài sản để làm sao để mà về góc độ về quy định pháp luật là phải trả lại cho khách hàng. Nhưng về mặt thực tế, điều kiện thi hành nó không còn nữa thì cái khả năng mất là rất là cao. Công an thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tập trung làm rõ hành vi của các bị can đã bị khởi tố, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.